Không có bị nặng. Dạ thôi thì Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh kính hả? Nga đạo như là quý vị nhà nên là hoan hỷ có nhiều học công huynh, thì kính mời rồi này cũng thiếu vắng các bà con ngán lại học tới đây tới ngao ngán rồi ship meta có khiếu lại là sao meta để ý lại một xíu đọc từ âm đoạn âm lại để ý lại một xíu nó chưa có được rõ ràng nó còn hơi nó giống như là ngâm mà đoạn ngâm cũng chưa hẳn là đoạn ngâm mà nó còn hơi lưỡng chững xíu đọc cho rõ chút xíu thì chúng ta sẽ được kết quả tốt hơn. Không biết xíu có nghe mà alo cái gì nghe rõ mà alo 1 2 3 hơi nhỏ hả? Vậy nhỏ thì nó 1 2 3 4 5 thì Đức học học có hết cái giới ngữ hả? Ok hả? Rồi vậy thì một cái là phần về tâm sở vô lượng phần tâm sở vô lượng phần ấp ba bành nhà giá chè tất cả tâm sở vô lượng phần từ cái chữ là ấp ba mành nhá, nhà nhà giá là biến thể của cái chữ ấp ba mà nhá ha từ cái chữ mà ấp ba mà ná chữ ấp ba mà ná từ là cái từ chữ na cộng với ba mà ná tức là không có đo lường không có giới hạn rồi cái chữ ba mà ná là đo lường cái chữ mà ba mà ná thì mình bỏ bỏ chữ ấp trước đi thì là cái chữ ba mà ná là đo lường thì ra ấp ba mà ná là không đo lường không giới hạn thì ý nghĩa là ta là như vậy thì cái chê 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 nó xích khác ấp ba mà ná ấp ba mà nhà nhà nhá nhà nhá nhá có lúc nhá lúc nhà lúc nhá lúc ná này kia là ghi nhiều người nó ghi nhiều cách thành ra mình ghi mình theo cái của mình là ấp ba mành nha của mình ha thì là cái tâm sở thuộc về vô lượng phần tức là không có giới hạn là vô lượng thì được gọi là tâm sở vô lượng phần rồi thì giờ xuống dòng chúng ta ghi là có ba thể lượng hai chấm
một pháp vô lượng. Hai là phương hướng vô lượng. Ba là chúng sanh vô lượng. Đó là ba cái thể loại được xếp vô cái về vô lượng. À, cái thứ nhất là pháp vô lượng, thì chúng ta biết pháp mà là không thể mà đo lường được, là vô cùng tận, là pháp. À, rồi phương hướng vô lượng, phương hướng vậy nó đủ thứ loại phương hướng, trên dưới ngang dọc rộng sâu dài, có gì đó nó chúng ta khó mà định lường được cái phương hướng được. À, cho nên là phương hướng vô lượng. Ví dụ như là hư không vô cùng tận thì chúng ta thấy không thể nào chúng ta định được cái phương hướng của cái hư không nó như thế nào. À, hoặc là chúng sanh vô lượng, là chúng sanh thì vô lượng đủ thứ loại hạng, lớn nhỏ mập ốm cao gầy, rồi hai chân bốn chân sáu chân tám chân, đủ thứ loại, không hình không tướng đủ thứ. À, thì như vậy là chúng sanh vô lượng. À, pháp vô lượng và phương hướng vô lượng chúng ta được có thể được biết như vậy. Rồi về cái đặc tính của Appamanya, đặc tính Appamanya hai chấm, đặc tính của Appamanya của xin nghe, có nghe đặc tính của đặc tính ấp bá manh nha, đánh vào thị đồ dòng của đặc tính ấp bá manh nha hai chấm, đặc tính ấp bá manh nha là đặc tính vô lượng đó. Rồi hai chấm ha. Có đối tượng vô lượng chúng sinh, có đối tượng vô lượng chúng sinh phải không phân biệt, không phân biệt không giới hạn chúng sinh hạng loại nào, không phân biệt không giới hạn chúng sinh hạng loại nào. Rồi, tức là đặc tính của cái Appamanya này, tức là nó có đối tượng là vô lượng chúng sinh. À, không có phân biệt, không có là chia ra loại này, loại kia, loại nọ, là không có giới hạn chúng sinh, bất cứ loại chúng sinh nào. À, cho nên mới được gọi là vô lượng. À, chẳng hạn như giờ người có tâm từ vô lượng, từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. À, thì cái đối tượng ví dụ như tâm từ là thương yêu tất cả chúng sinh không phân biệt, không phân biệt hạng loại nào, à, trắng đen vàng đỏ lớn nhỏ hay là bất cứ loại chúng sanh nào đều có thể khởi được tâm từ với tất cả mọi loại chúng sanh như vậy thì mới gọi là vô lượng. À, cho nên chúng ta thấy là tứ vô lượng tâm, tức là cái tâm bốn cái loại tâm mà không có hạn lượng,
không có cái sự mà giới hạn của nó. Thì như vậy đặc tính của Appamanya lại là có đối tượng là vô lượng, vô lượng chúng sanh, không phân biệt, không giới hạn bất kỳ một loại hạn nào. Chúng ta phải biết rõ là như vậy mới được gọi là vô lượng. Còn ví dụ như mình thì mình có tâm từ, là mình có thương yêu tâm từ với trong gia đình mình thôi, trong cha mẹ dì chú anh chị em trong gia đình dòng họ của mình thôi, hoặc là bạn bè, hoặc là người thân của mình bên ngoài. Nhưng mà người khác, người lạ này kia, hoặc là những người mà mình ghét, mình không ưa, mình kẻ thù, mình không không thể nào mình có cái tâm từ đó. Cho nên mình là còn bị hạn lượng trong cái sự mà về sự yêu thương, về sự mà thương xót vân vân, mình vẫn còn bị hạn cuộc rất là nhiều. Cho nên chúng ta cần phải tu tập cái loại tứ vô lượng tâm này, là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thì được gọi là vô lượng. Rồi xuống dòng có hai tâm sở, hai chấm bên một là bi karuna, hai là tùy hỷ mudita. Một là bi karuna, hai tùy hỷ mudita. Rồi đó là hai loại tâm sở nằm trong cái phần mà chúng ta sắp học tới, đó là về phần vô lượng phần ha. Rồi xuống dòng chúng ta học về tâm bi, tâm bi trước, tức là bi tâm sở karuna che nó sức khác. Rồi, giờ mình học cái tâm tâm thứ nhất là tâm bi, học ghi là tâm bi tâm sở, bi tâm sở karuna che tá xích khác, karuna che tá xích khác, bi tâm sở. Cái gì ghi tôi lắm vậy, ghi trật tiếng Bali ghi trật rồi, karuna che tá xích khác. Karuna che tất sức cá là tâm sở đó, che tất sức cá tâm sở. Karuna che tất sức cá, bi tâm sở. Gì? Gì được lắm. Đặt luôn. Karuna che tá xích cá, cái gì che tá chích cá, chích cá gì đó đắt lắm. Che tá xích cá là tâm sở, nó học lâu quên luôn à. Rồi đúng rồi đó, Karuna che tá xích cá là tâm sở bi, là bi tâm sở. Rồi từ cái vấn đề này ha, nó từ cái chữ cá cộng una, găng cá cộng una ra là cá runa, có nghĩa là lòng trắc ẩn hay là lòng bi mẫn, lòng trắc ẩn hay là lòng bi mẫn. Rồi mình đánh qua thị đầu dòng cái đi, xuống dòng đánh qua thị đầu dòng ha, nhấn mạnh vấn đề này ha. Làm rung động trái tim, làm rung động trái tim tốt đẹp qua dấu hiệu đau khổ của chúng sanh khác, gọi là karuna. Làm rung động trái tim tốt đẹp qua dấu hiệu đau khổ của chúng sanh khác,
gọi là karuna. Này, trong bản chú giải Atthasalini tôi nhấn mạnh như vậy không, làm rung động trái tim tốt đẹp qua dấu hiệu đau khổ của chúng sanh khác gọi là karuna. Làm rung động trái tim tốt đẹp qua dấu hiệu đau khổ của chúng sanh khác. À, thì cái karuna này tức là khi mà có một cái đối tượng là chúng sanh đang đau khổ, những là dấu hiệu của sự đau khổ của chúng sanh, mình thấy chúng sanh nó bị tật nguyền đau khổ bệnh hoạn thì nó làm rung động cái trái tim, mà trái tim tốt đẹp tức là trái tim thuộc về thiện, tức là thuộc về lòng bi mẫn, lòng thương xót chúng sanh đó, thì được gọi là cái khổ mà mình có cái sự mà sợ hãi thì nó là tâm sân, nó không phải là tâm bi. Vì đấy chứ nào, tức là khi mà mình có sự rung động với sự đau khổ chúng sanh của người khác bằng một cái tấm lòng mà tốt đẹp, tấm lòng bi mẫn, thì lúc đó là chúng ta có cái karuna, thấy chúng sanh đau khổ là bệnh hoạn đau khổ tật nguyền, mình khởi tâm hơi bị rung động mà sợ hãi đó, thì nó không phải thuộc karuna mà thuộc về tâm sân. Nó hơi khác biệt chút xíu đó. Rồi tứ ý nghĩa hai chấm, xuống dòng tứ ý nghĩa. Trạng thái thái hai chấm, mong muốn chúng sanh thoát khổ, mong muốn chúng sanh thoát khổ. Là của chúng sanh hoặc là cách trừ sự đau khổ của chúng sanh. Thấy chúng trước sự đau không thể ngờ, trước sự đau khổ của chúng sanh khác rồi. Số 3 là sự thành tựu, và sự thành tựu hai chấm,
có lòng nhân từ. Nhân từ là sự thành tựu của lòng nhân từ, hoặc là không ép uống chúng sanh khác. Rồi dòng nhân cần thiết đau khổ, những chúng sanh đau khổ phải thấy được cầu cần thiết của chúng sanh đang bị khổ vây chặt, thấy được nhu cầu cần thiết đang bị khổ vây chặt, rồi đó là tứ ý nghĩa của, à, tức là cái trạng thái đó là về cái trạng thái của cái tâm sở này là luôn có cái sự mong muốn chúng sanh được thoát khổ, thoát ra cái sự đau khổ, hoặc là cách mà muốn bài trừ, muốn loại bỏ bài trừ sự đau khổ của những chúng sanh đó, à, thì đó là trạng thái. Rồi về phận sự tức là công việc của nó đó, thì nó làm một cái phận sự là nó không thể chịu đựng nổi những cái khi mà giống như mình thấy một chúng sanh nó đau khổ thì mình không thể chịu nổi, không thể mình làm ngơ trước những sự đau khổ của những chúng sanh đó. Có cái trường hợp này nó đối với một số người rất cũng khó mà có cái sự này xảy ra. Ví dụ thấy người ta đau khổ thì làm lơ, hoặc là coi như là coi như làm như không thấy, thì như vậy thì chúng ta không có cái tâm bi. Còn những người mà có tu tập tâm bi, có cái sự mà có cái lòng nhân từ với chúng sanh đó, thì người đó, chúng sanh đau khổ họ khởi được cái tâm khó chịu, tâm cái tâm mà không chịu đựng nổi khi mà thấy được sự đau khổ đó, và họ tìm cách nào khác để mà giúp cho chúng sanh đó thoát khỏi những sự đau khổ đó. Cho nên họ không thể lầm ngất, không thể lờ trước cái sự đau khổ của chúng sanh đó. Đó là cái phần sự của cái tâm sở nó làm việc, và cái tâm sở nó sanh lên nó do cái sự tác nhân của do chúng sanh đau khổ. Rồi cái khi cái người mà làm có những cái tâm đó thì có được cái lòng nhân từ, có cái sự mà không bao giờ muốn ép của chúng sanh khác, luôn luôn muốn cho chúng sanh khác được thoải mái, luôn luôn có cái lòng từ bi thương xót không làm hại người. Thì như vậy là sự thành tựu của cái tâm sở này. Và cái nhân cần thiết của nó là phải có gặp là chúng sanh đau khổ. Tâm bi thì không giới hạn chúng sanh, tâm tâm từ thì không giới hạn chúng sanh, yêu thương tất cả chúng sanh nào cũng có thể khởi là cái lòng yêu thương nữa. Nhưng mà tâm bi là chúng sanh, là phải chúng sanh đau khổ, tức là phải gặp những chúng sanh đó thì cái tâm bi nó mới có cái duyên để nó sanh được, là thấy chúng sanh bị bệnh, bị gặp, bị tai nạn, hay là bị những cái chuyện mà những cái vấn đề mà đau khổ nó dây, nó bao dây, nó bủa chặt, thì do như vậy cái nhân cần thiết này nó mới làm cái được chuyện tâm bi được sanh khởi. Thì như vậy người muốn tu tập về cái tâm bi này, mình phải có đối tượng là chúng sanh đang đau khổ. Thì như vậy đó là nhân cần thiết của cái tâm bi. Rồi về cái sự khổ, nhưng mà cần biết thêm chút xíu về sự khổ thì nó có hai loại cặp khổ, cái dòng đánh gặp dòng hai loại cặp khổ.
từng cặp á, cặp này cặp kia cặp nọ à, không ai chị á nhưng mà cặp đó, cặp đó, cặp cặp bồ cặp bịch đó, hai loại cặp khổ. Cặp thứ nhất, cặp thứ nhất khổ hiện tại và khổ tương lai. Rồi. Cặp thứ hai, cặp thứ hai khổ vật chất và khổ tinh thần. Đó là hai loại cặp khổ. Thì số nhà mình với tâm bi, bi mình đang học á, với tâm bi tức là mong muốn tất cả chúng sanh được thoát tất cả loại khổ đó. À, tâm bi là mong muốn tất cả chúng sanh được thoát và tất cả các loại khổ đó. À, hai cái cặp khổ đó là khổ hiện tại, rồi hiện tại rồi đưa đến khổ tương lai trong những cái kiếp tương lai vân vân, khổ vật chất, khổ tinh thần. À, tâm bi thì nó không, tâm bi là muốn mong muốn cho tất cả chúng sanh đừng có bị rơi vào những cảnh khổ đó như vậy. À, đó thì nó là muốn mong muốn tất cả chúng sanh thoát được các loại khổ trên là tiêu chí của tâm bi. Nghe ông sẽ bổ sung được mình nghe nghe đó. Rồi à, thì ghi tiếp là mong muốn tất cả chúng sanh được thoát các loại khổ trên, mong muốn tâm bi mong muốn tất cả chúng sanh được thoát các loại khổ trên. Rồi rồi xuống dòng đến qua thị đầu dòng tiếp. Bi có hai trạng thái, một tích cực, hai tiêu cực. À, bi có hai trạng thái tích cực và tiêu cực ha. Thì bi là về tích cực á, thì dụ thấy chúng sanh khác đau khổ, khởi cái lòng bi mẫn lên rồi tìm đủ mọi cách để cho chúng sanh được thoát những cái sự khổ đó, đó là tích cực. Còn tiêu cực thì khởi lên thôi nhưng mà cũng không gì, không làm gì hết, thì gọi là tiêu cực. Thì nhưng mà bi chúng ta thấy có hai trạng thái như vậy. Rồi xuống dòng kẻ thù của bi có hai, kẻ thù của bi có hai, một trực tiếp, và sự tàn bạo, sự phẫn nộ. Bạn bảo sự phẫn nộ
đó là trực tiếp. Rồi gián tiếp, số 2 là kẻ thù gián tiếp, sự phiền muộn, sự phiền muộn sanh khởi, sự phiền muộn sanh khởi khi không thể giúp chúng sanh đang đau khổ, sự phiền muộn sanh khởi khi không thể giúp chúng sanh đang đau khổ. À, tức là kẻ thù của tâm bi, tức là cái tâm mà thương xót chúng sanh đó, trong cái tâm bi đó, tâm sở bi đó, thì có hai loại. Loại thứ nhất là loại trực tiếp, tức là cái sự tàn bạo, cái sự phẫn nộ của người đang hành hạ những sanh đó, thì những cái đó là kẻ thù của tâm bi. À, tâm bi nhìn những cảnh đó rất là đau khổ, nhìn thấy những sanh như vậy rất là thương xót. À, nhưng mà gián tiếp của cái tâm bi đó, chính là cái sự phiền muộn của chính mình đang sanh lên. À, khi mà mình thấy chúng sanh bị đau khổ như vậy, mình khởi tâm bi, nhưng mà sau đó sanh đến sự phiền muộn. À, sanh sự phiền muộn là mình không giúp được gì, phát sanh sự đau khổ với cái vấn đề đó. À, mình phiền muộn, mình thấy người ta bị bệnh này kia nọ, bị đuôi gù sức mẻ gì đó, mình thấy mình khởi tâm bi, nhưng mà sau đó phát sanh sự phiền muộn, thì đó chính là một cái sự kẻ thù gián tiếp của cái tâm bi. Rồi thì nắm được mà. Hello. Ok, rồi. Rồi. Rồi hai cho Nguyễn với vô luôn. Bi phối hợp với thọ. Hai chấm. Bi phối hợp với thọ. Xuống dòng, à, gạch đầu dòng. Bi thường sanh chung với thọ xả, vì đối tượng chúng sanh đau khổ. Bi thường sanh chung với thọ xả, vì đối tượng là chúng sanh đau khổ. Nếu không như lý tắc ý, sẽ sanh thọ ưu. Nếu không như lý tắc ý, sẽ sanh thọ ưu. À, đó là bi phối hợp với chung với thọ xả. Rồi xuống dòng, là dòng. Bi sanh chung với thọ hỷ, bi sanh chung với thọ hỷ, chỉ khi thấy chúng sanh thoát được sự khổ hành hạ dày vò tàn khốc, vân vân vân. Là bàn khóc. Rồi. Đó là khi mường sanh chung với thọ sát, thì với cái đối tượng là chúng sanh nó đang đau khổ vậy. À, thì không có khéo, không khéo tác ý, nó chuyển qua cái sanh thọ u. Mà sanh tức là nó thuộc về tâm sân, tâm phiền muộn, tăng đích thiết cái tác sầm bao nhiêu tăng, ta quý đã học rồi ha. Thì như vậy là tâm bi sanh chung của thời xã. À, nếu mà chảnh lệch một cái đó, mình tác ý sai một cái này, sẽ đưa qua sanh chung với thời hỷ, thì chỉ mình
thấy đối chúng sanh nó đau khổ mà cái sự mà tàn khốc thì lúc cộng bi chúng ta sẽ thấy bi nó phối hợp hỷ cộng tâm sắc giới tâm gì tác dụng dài tâm si tác sắc giới đó bỏ cái ngũ thiền ra ngũ thiền thì thọ xả nó không có dính tính sắc giới hỷ chúng ta có được 28 tâm là tâm thảo thể tánh thiện và vô ký thuộc giống thiện quả tương ứng làm bốn công việc tục sinh rồi đó là những điều cần ghi nhớ ha. Tức là có mặt trong hai đồng sanh với hai ở tịnh hảo tức là tâm sở tịnh hảo chúng ta học rồi thì có 25 24 và với 13 tâm sở tờ tha là nói chung ha, nói riêng tùy theo đó là mình học rồi hiệp với thể tánh thiện và vô ký nó chỉ có mặt trong những tâm thể tánh tánh thuộc về tánh thiện và tánh vô ký thuộc về giống thiện giống quả di tác
rồi nó tương ưng với hai thọ hỷ với mà xả rồi à, đồng sanh với ba nhân thiện vô tham vô sân và vô si, rồi nó làm bốn cái công việc khác là tục sinh, hậu kiếp, tử và động tốc, tức là nó làm cái công tác từ mà tu tập về cái cá đó, tứ lượng tâm, nếu mà đắc thiền được thì là sẽ cho cái tâm quả sanh làm phạm thiên sắc giới, làm thì cái tâm quả nó làm công tác tục sinh, trong đó nó có cái những cái tục sinh rồi hộ kiếp và tử, và nó làm công tác động tác sắc na động tác tạo nghiệp nghiệp là học sao, rồi tương ứng với tứ danh quẩn, bất tương ứng với sắc quẩn, như tất cả những phần trước chúng ta đã học không. Thì như vậy là tâm sở bi chúng ta vừa học xong. Giờ tới tâm sở thứ hai của phần vô lượng phần là tâm sở tùy hệ, tâm sở tùy hỷ. Tâm sở tùy hỷ. Mudita chê sở tùy hỷ. Mudita chê ta sức khác. Chữ mudita nó căn nguyên từ, xuất căn nguyên từ cái chữ mút ha. À, nó căn là quan hỷ, à, thì như vậy cái chữ mudita có nghĩa là tùy hỷ, mudita là tùy hỷ, trạng thái vui vẻ, quan hỷ trước cái đẹp, cái tốt, niềm hạnh phúc của người khác, tùy hỷ phải trạng thái vui vẻ, quan hỷ trước cái đẹp, cái tốt, niềm hạnh phúc của người khác. Rồi, đó là cái mudita thì được gọi là hỷ, là tùy tùy theo và quan hỷ với hạnh phúc của người khác, tức là trạng thái vui vẻ quan hỷ trước cái đẹp, cái tốt, cái hạnh phúc, sự hạnh phúc, sự đẹp của người, của người chúng sanh khác thì được gọi là mudita, tức là tùy hỷ. Là tâm sở này được gọi là mudita chê ta sẽ khác. Rồi chúng ta xuống dòng, chúng ta ghi tứ ý nghĩa. Một, trạng thái. Vui theo quả phúc của chúng sanh. Vui theo quả phúc của chúng sanh. Rồi, số 2, phận sự. Không ganh tị với chúng sanh. Không ganh tị với chúng sanh khác. Số 3, sự thành tựu. Sự thành tựu. Hài lòng với sự tiến hóa, sự hạnh phúc của chúng sanh khác. Phải phá hủy sự chán ghét. Chấm. Chúng sanh khác. Phá hủy sự chán ghét. Rồi, số 4 là nhân cần thiết.
là nhận thấy tạo, nhận thấy chúng sanh tạo và hoặc thấy biết có chúng sanh. Cảnh những cái sự quả phần thấy người ta đẹp, thấy người ta và có những cái sự mà tốt đẹp về vật chất lẫn tinh thần thì mình vui theo hạnh phúc rồi đó. Ở trạng thái của cái tâm sở tùy hỷ nó là như vậy, và cái phận sự của cái tâm sở này là nó làm một việc là nó không có ganh tị với những người khác, với những chúng sanh khác, luôn luôn là làm cho cái tâm được phấn khởi vui theo những hạnh phúc người khác. Thành tựu của nó là nó được khi mà thấy người khác được hạnh phúc, được tiến hóa, được vui vẻ thì nó hài lòng với cái sự tiến hóa đó của người khác, và nó phá hủy đi cái sự mà chán ghét cái hạnh phúc. Rồi có những nhận thấy chúng sanh tạo, tức là khi mình nhận thấy chúng sanh mà tạo nhân cần thiết để cho cái tan trường này mình khởi cái tâm, hoặc là những chúng sanh đang hưởng được cái hạnh phúc, tức là ta được hưởng nhà lầu xe hơi vân vân, ta được hưởng hạnh phúc đó thì mình thấy thấy và mình biết. Mình nghe nói mình thấy hoặc là mình biết chúng sanh có sự thành đạt thì mình hoan hỷ, mình thấy người ta nghe nói người này giàu người kia được khởi lòng những cảnh mong muốn, cảnh nó thật mong mỏi đáng được hưởng, và sự thành tựu của nó là tâm được vui nhân cần thiết mà thân đó thôi. Tùy hỷ thì qua nó là một cái trạng thái sở đặc biệt khác và hài lòng lớn giữa tùy hỷ với thọ hỷ và tâm sân. Rồi chúng ta kẻ thù của tùy hỷ, của tùy hỷ dòng là tiếp của cái tâm sở thể là cái anh tỷ, hoặc là cái tâm tiếp của tùy hỷ và gián tiếp là duy chuyên đưa đến tức là kẻ thù giác như một người mình quan hỷ với cái sự giàu có, người được danh thơm tiếng tốt, được giàu sang, được hạnh phúc, được nhiều thứ nhiều loại, mình thấy người ta được thì mình khởi tâm mình quan hỷ cho nó. Nhưng mà đằng sau đó chúng ta lại mơ ước là mình ước gì mình sẽ được như vậy, thì chính vì do cái sự mơ ước, ước muốn gì mình được như người đó thì là tầm tham bắt đầu phát sạch, tham hỷ tham xã cũng có thể phát sạch, chuyển đến tham, thì
chúng ta thấy là trực tiếp của chúng ta tham, đó là cái vấn đề mà cái tùy hỷ có những ý những cái vấn đề này để chúng ta có thể khắc phục nó một cách là mình biết liền, mình chánh niệm tỉnh giác liền để mà loại trừ cái sự ganh tị đó và khởi tác ý cho cái tâm tùy phát sanh. Với cái sự và quan hỷ phát sanh giống như vậy lại là chúng ta rơi vào cái hỷ là nó kẹt như vậy. Tám tâm đại thiện dục giới, tám duy tác dục giới, mười hai tâm tâm sắc giới hỷ, cộng 12 tâm sắc giới hỷ bằng tâm. À, cộng 13 tập ha. Hiệp với thể tánh thiện và vô ký, thuộc giống quả và duy tác. Tương ưng với hai thọ hỷ và xả, đồng sanh với ba nhân thiện, làm bốn tiếp tục sinh hộ kiếp tử và động tóc, làm bốn công việc tục kiếp tử và động tóc. Tương ưng với danh quẩn, bất tương ưng sắc quẩn, rồi đó là những điều cần nhớ ha. Thứ nhất là có mặt trong tám tâm đại thiện dục giới, tức là tâm tùy hỷ này nó sanh ở trong một trong tám tâm đại thiện dục giới.
hoặc là tám tâm di tác dục giới. À, bữa nay mình học hết rồi ha. Rồi 12 tâm sắc giới thọ liên hệ với hỷ là tứ thiền sơ nhị tâm tứ thiền đó. À, thì như vậy có tất cả là 28 tâm là có tâm sở tùy hỷ này sanh chung. Rồi đồng sanh với 24 tâm sở tịnh hảo, 25 trừ 1 còn 24 và 13 tà tha. Nó chỉ hiệp với thể tánh thiện và vô ký. Tánh có ba thiện, bất thiện và vô ký thì nó chỉ hiệp với thiện và vô ký. Thuộc giống thiện, giống quả và giống di tác. À, tương ưng với hai thọ hỷ và xả. À, đồng sanh với ba nhân thiện và làm công việc bốn công việc là tục sinh, hậu kiếp, tử và đồng tốc. À, tương ưng với tứ danh quẩn, bất tương ưng sắc quẩn. À, đó là những cái vấn đề chúng ta sơ lược như vậy. Rồi những dòng ghi kết hai chấm. Kết hai chấm. Kết là dòng bi và tùy hỷ là hai trong tứ vô lượng tâm. Từ bằng xã bằng hành xã. À, tức là có bốn ha, tức là từ vô lượng tâm. Tâm từ vô sân á, thì nó là tâm từ. À, nếu mà tu tập á, mà tu tập về tứ lượng tâm lên mức độ cao á, trở thành tâm từ. Còn bình thường nó cũng chỉ là tâm sở vô sân thôi. À, còn hành xả, tâm sở hành xả là tâm sở quân bình, làm cho cái tâm mình được quân bình. Nhưng mà khi tu tập lên mức độ cao thì trở thành là vậy. Từ là tâm sở vô, bi là tâm sở tùy hỷ và xả là tâm sở hành xả. Thì như vậy tứ bộ lượng tâm là xả và có nằm trong chúng ta sẽ tìm thấy trong đó ha. Rồi như vậy đó rồi, hỷ được làm một tu tập mở ngoặc kép từ bi, hỷ được làm để kép vô lượng đó. Từ sơ đến tứ thiền sắc. Tức là tâm từ cái đề mục này mình tu tập về tứ vô lượng tâm, một trong tứ vô lượng tâm thì sẽ đắc được về thiền, tứ thiền, nếu tính theo ví dụ tứ thiền sắc giới hoặc là tính theo kinh thì tới tam thiền thôi. À, thì như vậy là tâm sở này từ bi hỷ sẽ chứng đắc từ sơ thiền đến tứ thiền sắc giới. Rồi xả vô lượng thì đắc được ngũ thiền sắc giới. Thì đắc được ngũ sắc giới.
mười pháp bà gia định có từ mà xã thấy chỉ có đối tượng là chúng sanh, mình đau khổ, chúng sanh đang đau khổ thì mình khởi được tâm bi, mà chúng sanh đang được hạnh phúc thì mình khởi được cái tâm hỷ. Thì bi thì nó phải có đề mục là chúng sanh, nhưng mà ba la mật thì là đề mục lại là niết bàn, thì vấn đề này không thể có được. Cho nên cái mà tâm từ và tâm xả đó, tức là tâm từ tức là từ cái tâm sở vô sân, tâm xả thành xả. Hai cái tâm này, hai cái tâm sở này nó vừa biết cảnh chúng sanh, mà nó vừa biết nhiều cảnh khác nhau nữa, và ngoài cái chúng sanh này ra nó còn biết cả tất cả những cái cảnh khác, và nó có thể biết được luôn cả cảnh niết bàn luôn. Cho nên từ và xả được ghép vào trong 10 pháp Barami, đó là cái vấn đề mà chúng ta cần được hiểu vậy. Tức là ghi thêm cái chữ, ghi thêm một câu nữa là từ và xả biết cảnh chúng sanh và nhiều cảnh sai khác, kể cả niết bàn. Nên được tính vào trong 10 pháp Barami. Rồi rồi, đó là kết thúc cái phần mà chúng ta học về tâm sở vô lượng, tức là bi và tùy hỷ. Thì hôm nay chúng ta đã dứt điểm hai cái tâm sở giới phần này, hai tâm sở vô lượng phần này, coi như là tất cả những cái phần tâm sở chúng ta học hết, chỉ còn một cái tâm sở cuối cùng là tâm sở tuệ quyên. Tuần sau chúng ta sẽ học đi sâu tâm sở tuệ quyên. Hôm nay như vậy là chúng ta đã hoàn tất buổi học và thời gian cũng đã vừa phải lẽ. Thì cũng do phước báo này, nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sắc lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và luôn có trí tuệ, sớm thành tựu chánh trí, đồng điều nhau cả thái. Nam mô A Di Đà, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sa Di Đà. Xin nhận mic lại cho MC. Dạ, sa thú kính cảm ơn Minh Kinh rất là nhiều đã bỏ thời gian để vào dạy đạo tràng được học những chi pháp. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá và đạo tràng có nghe được âm thanh Nhục Bình không? Cây Nhục Bình xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn, rất nhiều đã giúp đạo tràng chắc bài. Dạ Vinh Kinh ơi, Vinh hỏi giờ hôm nay Vinh Kinh có cho câu hỏi không Vinh? Dạ cảm ơn Diệu Thanh. Dạ Nhật Vinh kính chào đạo tràng. Dạ vậy Vinh Kinh có cho câu hỏi? Dạ không hả? Dạ kết thúc bây giờ luôn đó hả? Hả Vinh, không có câu hỏi nữa hả? Dạ vậy rồi tuần sau học gì Vinh? Vậy tuần sau học gì? Giảng tuần luôn hả? À cái này thì khỏe xin ý kiến đạo tràng. Dạ kính mời chị Meta, kính mời bàn tay Châu Nguyễn, bàn tay Dung Nguyễn. À học tâm sở tuệ quyền. Dạ nghe giảng tuần không biết giảng tuần gì. Dạ rất là cảm ơn Quỳnh.
Dạ, bởi vậy nhưng mình không biết sao nghe giảng tu, không biết giảng tu làm sao mời ý kiến đạo tràng. Dạ, xa thành thai. Vậy thì trình bày lại ha. Dạ, Nam Mô Bích Hai. Dạ, và sa thú, sa thú. Quỳnh chỉ mới chạy lại đạo tràng thôi thì nghe Quỳnh xuống mít rồi, dạ nên không biết chuyện gì. Dạ, đây gì lúc nãy Quỳnh có bài được mừng quá chừng mừng nên ngồi ngồi đây mà giống như ngồi trên đống lửa đó, có công việc mà mình chưa có giải quyết được, thành ra cái hồi gặp được cho Nguyễn vào mừng quá, cho Nguyễn là mừng quá rồi chạy mất tiêu rồi. Nam mô Bụt Tha. Dạ, Nhật Quỳnh có sao nói gì quý vị ạ? Không phải đâu, không phải lo ngủ đâu. Dạ, đâu có thời gian nhiều đâu mà ngủ. Cho Nguyễn còn chạy. Dạ, không phải sự. Dạ, nó kẹt lắm nên Nhật Quỳnh phải phải chạy ra. Mà có cho Nguyễn vào thì rất là mừng. Nếu không có cho Nguyễn, dạ, có sao nói vậy. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, thôi thì bây giờ còn tới 22 phút nữa là đừng nhắn tuồng đó, có người. Thôi bây giờ Nhật nên Dung Nguyễn muốn nói gì cầm mic lên đi nói lại vì lúc nãy đó Dung Nguyễn vào trễ nên không cầm vali. Thôi bây giờ mời Dung Nguyễn ngàn. Dạ, vậy là Dung Nguyễn không cầm mic được. Dạ, không sao. Dạ, Nhật Quỳnh cầm mic đại diện cho Dung Nguyễn ngàn Quỳnh Quỳnh kịch. Dạ, đừng có bỏ lớp. Dạ, Dung năng này nghĩ là thầy đừng quá lớp. Rồi, rồi bây giờ thì Nhật Quỳnh mời mic ta thời gian đó chị. Dạ, còn thời gian tới 20 phút là nhà nên thời gian này Nhật Quỳnh kính mong nhà kính ma xích trần đạo cho ông Nguyễn cầm mic được thì muốn nói gì cầm mic lên đi chị mới ta. Quỳnh thấy chị mới ta rồi nghe Quỳnh Minh Tâm nói là chị mới vào học và đọc. Dạ, nghe không? Cũng chưa mất được thì chưa xong chắc bài rồi bây giờ cầm mic. Dạ, Nhật Quỳnh thấy rằng còn tới 19 20 phút. Dạ, xin ý kiến đạo tràng. Bây giờ Nhật Quỳnh phải làm gì ạ? Dạ, kính mời bàn tay quý vị ạ.
Nam mô Bụt thầy á. Nam mô thầy á. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Dạ nói gì á cô, tại vì bữa nay hai bài nên giờ con cũng không là như thế, nếu như mà thế này kia mà sao, tại vì bận quá con nó mới vừa vô giờ, con cũng mấy nay con xin sám hối trước, thì con cũng dễ vui quá rồi nên đã con chắc con chỉ cầm đỡ mít giùm thôi, rồi con chắc con kính mời cô. Cô Meta có cô Trần Đạo. Diệu Thanh ơi. Bây giờ chị cũng không biết nói gì hết. Để trong đại học á thì không có thầy kinh ở đây thì cũng không có thể hỏi thầy hoặc là chị Sách Dương Nguyễn. Nguyên như kỳ viên á thì mình học mới học tâm sở tham phần thì phải, tại bài si đã học qua tới giới phần rồi nên thành ra là nguyên như kỳ viên thì ngày mai tới sáng mai tới 8:30 đầu vô dạy, nhưng mà là theo bài Nguyễn có thể là đi từ từ, tại bên này đi nhanh quá, bên này đi là gần hết luôn rồi, còn có một cái tâm sở tuệ quyền như thầy kinh hồi nãy nói thôi, thì còn bên này thì 5:40 mấy 5 giờ là thầy đã dạy rồi. Thì có gì Sách Dương Nguyễn ngày mai vào ra Nguyên Như Kỳ Viên để học ở bên đó ha. Dạ dạ cô ơi, con xong rồi, con không biết nói gì hơn nữa hết á. Dạ con xin phép xuống mic nha cô Nhật Quỳnh, tại vì con bữa giờ con lời quá, con không học bài với trời hết trời. Thấy Diệu Thành đưa tay mừng quá, Diệu Thành đét cái đùng rồi cháu Nguyễn ơi. Dạ dạ hôm nay không biết chắc thầy bận đi. Dạ dạ anh đi Nhục Quỳnh chát bài thì cũng lo cắm đầu chắc, mà cháu Nguyễn mà còn thăng nhanh thì Nhục Quỳnh làm sao đây. Dạ Diệu Thanh vào rồi, Diệu cái máy của Nhật quay á, lại cái đường nét đó. Nó rất là yếu, Quỳnh nói có lúc Nhật Quỳnh nghe được có lúc do là cái máy Nhật Quỳnh đó con nhắn vào là nó ao ra vậy thôi. Châu Nguyễn nè, có
có thể nhưng chị cho Diệu Thanh cầm mic trở lại coi cho Nguyễn, hay là Diệu Thanh thử cầm mic trở lại coi không được thì cho Nguyễn giúp giùm. Ồ vậy hả? Ừ, bên Nhật nãy giờ định cầm mic là phải ngó chừng, ngó chừng hay nó té, phải cặp trở lại, té cầm trở lại. Dạ, bởi vì Quỳnh nói thì Nhật Quỳnh có khi nó mất tiêu cái mic của Quỳnh rồi, đâu có nghe đâu, nên là bị phân tâm rất là nhiều. Rồi mời cho Nguyễn nghe. Dạ, Diệu Thanh ơi, em biết cách cầm mic không? Dạ, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh ạ. Em sử dụng điện thoại hay cái gì thì em cho chị biết rồi chị chỉ em cái cách cầm mic á. Diệu Thanh. Ok, vậy vậy em thử ha. Vậy chị xuống. À, em dùng điện thoại thì em cũng nhấn vô cái chỗ mà có cái hình micro á, rồi em bấm vô đó nó sẽ hiện ra một bên là giơ tay với một bên là cầm mic gì đó, rồi sau khi mà em chạm vô thì em vuốt ngược nó lên trên, chạm vô cái mic á là em vuốt ngược nó lên trên để nó khóa lại, nó giữ khóa thì lúc đó là mình nói được. Rồi sau khi nói xong á thì em bấm vô cái chỗ chữ mở khóa ở phía dưới, một bên là giơ tay, một bên là mở khóa, thì bấm vô đó xong rồi kéo ngược xuống thì nó sẽ mình coi như là mình sẽ xuống mic. Rồi bây giờ chị xuống thì cho Diệu Thanh thử ha. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Dạ, alo, cậu muốn có nghe không ạ? Chị cho nghe em nói không? Dạ chị cho có nghe em nói không vậy? Mới em giờ con mới nhìn mấy đoạn chat. Dạ lần trước á giảng gì thêm gì đó thì ham đi á thì con cái này nọ nhiều khi mình muốn có tham vọng là con mình muốn học như chỗ này hoặc là mình muốn kiếm được nhiều tiền á, nếu mà mình không có cái ham thì mình cứ dậm mình cái an phận mình dậm chân tại chỗ thì như vậy có là sao ta, có được giống như là có phải là không có tham không, hay là không tham như vậy thì có được hay không mà cũng chưa có hỏi được, nên là cô với lại các cô chú và anh chị giúp thầy giải thích cho con, nếu mà có thầy ở đây thì thầy giảng cho con. Dạ con xin cảm ơn ạ.
Giữ là câu hỏi nha. Đó, để ta đề nghị Duy Vinh là cho học người khác trả lời thì không ổn đâu. Dạ, Duy Vinh thấy vậy cứ hỏi Vinh thử. Ok, Vinh giải quyết nhiều hơn bài mình chưa hiểu, như Vinh sẽ đề nghị Duy Vinh là chỗ khác giải tốt hơn. Thì Như Vinh có nói, Vinh có cho câu hỏi đố thì cho trong ngày hôm nay để học trò ôn bài lại mà Vinh không có chịu. Dạ, với Nhật Vinh hay nếu mà mình học ngày hôm nay giống như ngày Trí Đức vậy đó, cho mình học cho mình trả bài thì sai chỗ nào thì ngày sửa liền. Thì mình thấy Nhật Vinh bản thân học dễ thấy cái sai của mình hơn. Còn ví dụ như để 5-3 ngày rồi cái hoặc qua tuần rồi ngày hỏi lại cái câu đó, khi mình đọc mình không biết sai chỗ nào, cũng không thể nào mà có bài để đọc nữa. Nên nó làm như Quỳnh vậy mà hình như thấy Quỳnh không có vui. Còn bây giờ có thêm của Diệu Thanh nữa. Dạ đúng rồi, để lâu nữa quên. Ví dụ như mình học ngày hôm nay rồi hỏi mình ôn lại những cái chi pháp mình sẽ nhớ, và người này nói thì người kia nghe, mình giống như mình ôn đi ôn lại thì Nhật Quỳnh thấy nó dễ nhớ hơn. Nha, nên ra Nhật Quỳnh cũng có đề nghị như vậy, nhưng mà kỳ này lại Quỳnh không thèm hỏi luôn, nên Quỳnh trời rung luôn. Giờ Nhật Quỳnh cũng không biết làm sao, tại vì Nhật Quỳnh là đứng cái gạch nối giữa những vị giảng sư với những vị học viên ở trong room này, nên Nhật Quỳnh thấy yêu cầu của những vị học viên mà chính đáng thì Nhật Quỳnh cũng có đề nghị với giảng sư, hoặc là Nhật Quỳnh cũng có trình bày sự việc trong room nó xảy ra như vậy, thì con cũng nghe là nhiều người người ta không có nói thẳng với giảng sư, cũng như người ta không có dám bạch với ngài Trí Đức. Thành ra Nhật Quỳnh là người đứng mũi chịu sào. Nếu mà bây giờ Nhật Quỳnh không có bạch với ngài không, mà nếu mà Nhật Quỳnh nói ra đó, ví dụ như nghe thì vẫn nghe được, Nhật Quỳnh có thể mở lo ngoài hoặc có thể tăng tăng hết tốc độ lên ở chỗ khác thì Nhật Quỳnh nghe được. Nhưng mà có những Quỳnh mà thâu xong Nhật Quỳnh phát lại có lúc nhỏ thì của Quỳnh thì rất là bận biểu rồi, làm 2-3 chốt là không có vào được đạo tràng, chứ không phải là không không muốn bây giờ. Thôi Nhật Quỳnh nói để câu hỏi lại nha. Thứ hai mời Dung Quyển cầm mic đi, mất để có cái màn hình đó. Nó tự nhiên hiện lên cái gì danh sách rồi tham gia giờ, rồi hôm qua con đâu có vô được đâu. Giờ sáng nay ở con giờ con ống đại cái mic đó, có vô được nè. Rồi biết cô
Con đạo tràng, con chào, con cũng mới được cô Nhật Quỳnh giới thiệu vô rung học, thì con cũng chỉ mới chắc 2 tuần, đặc biệt là cái bữa mà vi diệu pháp của thầy Kim đó, thì hôm lâu đó thì con thấy con học ít, sao tự nhiên nó lại sang ngày thứ sáu cho nó còn vô râm bị trễ. Rồi thứ hai nữa là vì con vô trễ cho nên là thầy dạy thì cho nên là con theo cũng cứ theo vậy thôi, chứ con cũng phải hay trên trang của cô cũng có khi nó thuộc có khi nó không nhớ nữa nên khổ. Dạ còn bên ở bên Kinh Bali có chỉ với con. Sơ sơ rồi mấy cái trường âm đảm âm rồi đó, do đó nó cũng là động viên con rồi giúp đỡ cho nên là con mới căn bản được vậy á. Dạ vậy con thử cái mic để hôm sau có học bài thì vô được cho nó nhanh, nó để không có mất em chàng, chứ con thấy con ống hoài nó không là con không biết làm sao hết trơn. Sợ thầy la. Dạ vậy con xin con xin gửi mic lại cho cô này, con chỉ chia sẻ vậy thôi chứ con cũng không biết nói cái gì hơn nữa đó. Dạ con cảm ơn. Sa thú Du Nguyễn. Dạ không sao đâu Du Nguyễn, Châu Ngô Nguyễn cũng nói mà Du Nguyễn mới học mà đọc gì là giỏi lắm rồi phải không Châu Nguyễn? Đâu có gì đâu, trời ơi Nhật Quỳnh hồi đó vô ngồi hả lâu lâu vậy đó, đã đời luôn đó. Rồi Nhật Quỳnh hả, ngài Trí Đức kêu hồi Nhật Quỳnh mới điện thoại về Việt Nam, Nhật Quỳnh hỏi một vị sư, xong rồi sư đó dạy cầm mít, cầm mít xong cái hồi xuống hả không biết đường, thả cái mít xuống luôn, nên nó là trở ngại chuyện bình thường mà rất là sa thú Du Nguyễn mới vào là kêu cầm mít là cầm đọc bài, mặc dù đọc không đúng thật nhưng mà Nhật Quỳnh nghĩ ngài Chí Đức rất là hoan hỷ cũng có, nhưng mà như vậy thì mình có sai thì ngài sửa, thì mà mình có cái sự can đảm cầm mít Nhật Quỳnh thấy mình học rất là mau tiến bộ, chứ còn mình không cầm mít thì rất là lâu. Ở trong cái room này có một là thì Nhật Quỳnh đâu có biết đâu, theo dõi Nhật Quỳnh qua ai luôn á, tới có một ngày cái tự con thấy hết đang nói chuyện với cô, lúc đó thì người nói qua nói lại thì Nhật Quỳnh mới biết là vị này đã vào lâu lắm rồi, vào cả Nam truyền, vào cả Pháp cú, có khi vào ở bên lớp học của Thác Má luôn, nhưng mà không cho Nhật Quỳnh nghe vậy thì Nhật Quỳnh hả Bích nói là sao biết không, 6 năm rồi con vào đúng 6 năm rồi con mới dám cầm mít, nên mà mới đầu thì cầm đọc cũng mặc dù là 6 năm nhưng mà lên đầu mặt màu đọc cũng rung lắm. Nhưng mà bây giờ Nhật Quỳnh thấy không thể cho những vị cầm ngồi ở dưới, bản thân Nhật Quỳnh cũng gì là Nhật Quỳnh ngồi ở dưới mình đọc đúng nha, đúng nhất mà Nhật Quỳnh rất, nhưng mà Nhật Quỳnh vẫn giữ cái lập trường của Nhật Quỳnh là Nhật Quỳnh nói tay của ngài rất là tinh vi, người ta nói tay thính nhưng mà Nhật Quỳnh nói tay ngài rất là tinh vi, mình đọc sai là ngài biết liền à, bản thân mình Nhật
khi mình chưa biết mình đọc sai nữa ăn, trừ trường hợp đặc biệt không cầm mic được thì thôi, chứ mà nếu cầm mic được là bao giờ Nhật Quỳnh cũng muốn trả bài. Để không phải là có thể chỉ dạy mình, còn những cái room khác, ví dụ như room pháp cứu viên rất là bận cho mình lên đọc hết á. Dạ thật sự là vậy, cứ đọc rồi trả bài đi rồi cứ sư vào giảng thôi. Nên mình mà được cái vào cái room Phật giáo Nam Truyền này, Nhật Quỳnh nghĩ là mình rất là có phước. Dạ, có phước được Ngài Trí Đức là chỉ dạy. Mà Nhật Quỳnh hồi ở dưới đất ở Việt Nam đó, thì nhà sư nói mình phải học Bali. Tại vì Bali là tiếng ba đời của chư Phật, đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai. Nên nếu mà mình gieo duyên sau này dạy một cái kiếp mình gặp được Đức Di Lạc ra, mà mình có đủ duyên lành thì mình lại tới rồi để dạ để Nhật Quỳnh nói hết, Nhật Quỳnh trả lời chị Bách Ta nha, thì mình sẽ được rất là giống như những cái vị mà những vị mà bậc thánh để mà nghe một hai câu kinh của một hai lời dạy của Đức Thế Tôn thì đã đắc đạo quả. Đó là ý nguyện Nhật Quỳnh nói hết. Để tại sao Nhật Quỳnh thường thường khuyến khích quý vị cầm mic, mới cầm mic là vậy. Còn chị Mát Ta ơi, là không phải là Quỳnh bỏ room mà lúc nãy á, mới có 6 giờ à chị, là Quỳnh đã bye bye rồi. Rồi Quỳnh nói là giống như là kết thúc này kia. Nhật Quỳnh không hiểu gì, tại lúc nãy Nhật Quỳnh cũng có công việc ở ngoài nên gặp cho Nguyễn và mừng quá. Nên là Nhật Quỳnh đã mời cho Nguyễn chắc bài thì Nhật Quỳnh chạy ra, không có ở trước máy. Nên là tới hồi vừa lại thì nghe Quỳnh nói là rồi xong rồi kết thúc mới 6 giờ thôi. Nên Nhật Quỳnh cũng không biết làm sao nên phải hỏi tới hỏi lui, nhưng mà còn một tâm sở nữa. Và trong đạo tràng cũng yêu cầu mà hỏi Quỳnh vậy chứ có cho câu hỏi không à? Thì Quỳnh nói không, như Quỳnh mời chị lên ý kiến đó mà. Nhà Nhật Quỳnh không hiểu. Nhà bây giờ thì Quỳnh nói không, còn học một trăm sở nữa đó chị. Nhưng mà không biết là như thế nào nữa. Dạ, tại vì Quỳnh vào thấy là mình gắn quá. Có lẽ hình như Quỳnh không có vui, tại lúc nãy chỉ có Quỳnh trả bài thôi. À, là vậy đó. Giờ á, hồi nãy thì mình tự thì bây giờ cũng trễ hết 6 phút rồi. Dạ. Thôi thì bây giờ Nhật Quỳnh cùng ghế Nhật Quỳnh học bây giờ không có. À, Nhật Quỳnh kính mời quý vị. Hồi hướng là có cái tâm vào thì Nhật Quỳnh chư thiên dù nhất là vương tất cả chư thiên chúa dạy chư thiên xung quanh nơi đây trong Phật giáo Nam Truyền, nhất là xung quanh chùa Ngọc Đạt, thiện viện Tịnh Tâm, nhà huynh và tất cả chư thiên xung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong Phật giáo Nam Truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu đầu chư tân đức pháp thể kinh an, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả duyên thành.
Và cũng do quả phước con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng, chúng chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Ý đăng quân nhân ni ban nát sa bát cha yo hô tu. Ý đăng quân nhân ni ban nát sa bát cha yo hô tu. Ý đăng quân nhân ni ban nát sa bát cha yo hô tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Quý ngài đã quan tâm vào rung chứng minh cho chúng con được học chia diệu pháp. Và kính cảm ơn huynh kinh đã dạy di diệu pháp cho đạo tràng. Chúng con thành kính nhân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nhật Bình cũng kính dân phước này đến huynh kinh, mong rằng huynh kinh được an vui để vào đạo tràng tiếp tục cho đạo tràng được học pháp. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ.